Quý vị và các bạn thân mến, mình là Tử Vi Hoan Hỷ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, mình là Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi thứ 6 ngày 7 tháng 7 năm 2023, và theo âm lịch hôm nay là ngày 20 tháng 5 năm Quý Mão. Ngày này là ngày Bính Dần tháng Ngọ Ngọ năm Quý Mão và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Mão Quang, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ Hắc đạo trong ngày gồm có giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Chu Tức, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỷ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Cầu Trần. Về ngũ hành niên mệnh lư trung hỏa ngày Bính Dần, tức chi sinh can, nghĩa là mộc sinh cho hỏa, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm lư trung hỏa kỵ tuổi canh thân nhâm thân ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi nhâm thân giáp ngọ thuộc hành kim không sợ hỏa. Ngày dần lục hợp với hợi, tam hợp với ngọ và tuất thành hỏa cục, xung với thân hình tỵ, hại tỵ, phá hợi và tuyệt dậu. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi giáp thân, nhâm tuất, nhâm thìn, tuổi xung trong tháng, tuổi bính tý, giáp tý. Về các sao tốt xấu trong ngày của các sao tốt như sao thiên đức hợp tốt mọi việc, sao nguyệt đức tốt mọi việc, sao thiên hỷ tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao thiên quý tốt mọi việc, sao thiên mã hay còn gọi là sao lộc mã tốt cho việc xuất hành, giao dịch, mua bán, ký kết, cầu tài lộc, sao ích hợp tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao tam hợp tốt mọi việc, sao mậu thương tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao sát cống, đại cát tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao kim thần thất sát, sao thiên ân tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao hoàng sa xấu đối với xuất hành, sao bạch hổ kỵ về an táng, sao lôi công xấu đối với xây dựng nhà cửa, sao cô thần xấu đối với cưới hỏi, sao thổ cẩm kỵ về xây dựng nhà cửa an táng, sao ly sàng kỵ về cưới hỏi. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng tây nam, tài thần hướng chính đông. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ 6 ngày 7 tháng 7 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất nhé. Tử vi thứ 6 ngày 7 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tý. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy chính ấn hứa hẹn một tương lai tươi sáng nếu người tuổi Tý vẫn giữ vững tinh thần làm việc chăm chỉ như hiện giờ. Bạn là người có tài, vì thế hãy biết phát huy điểm mạnh và đưa ra những mục tiêu phù hợp với khả năng của mình. Còn nếu bạn đã luôn nỗ lực không ngừng trong công việc thì nhiều khả năng bạn sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng ngay trong ngày hôm nay. Bản mệnh có thể được cất nhắc lên vị trí xứng đáng hơn hoặc nhận được lời khích lệ của cấp trên. Thủy sinh mộc cho thấy mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà rất hài hòa và yên ấm. Hai người luôn thẳng thắn chia sẻ với nhau mỗi khi gặp phải khó khăn hoặc bế tắc và sẽ cùng nhau giải quyết mọi khó khăn. Khẩu quyết: tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh kim, giữ vững tinh thần làm việc chăm chỉ hiện thời, công lao sẽ được đền đáp. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh thủy, phát huy điểm mạnh và đặt ra những đích đến tham vọng hơn. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh hỏa, có thể nhận được sự khích lệ của cấp trên. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh thổ, chia sẻ với nửa kia những khó khăn trong cuộc sống. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc, mối quan hệ vợ chồng hài hòa, yên ấm. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn: số 25, số 16, số 76. Giờ tốt: từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường: đen, trắng. Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn
đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày mùng 7 tháng 7 năm 2023 của tuổi Sửu. Người tuổi Sửu bước sang ngày mới, được chính tài nâng đỡ, sự cố gắng suốt một thời gian dài của bạn được cấp trên công nhận và đánh giá cao. Hôm nay, bạn có thể nhận được tiền thưởng, còn tương lai, bạn sẽ tiến xa hơn nữa. Lối sống tiết kiệm, chi tiêu lý trí cũng giúp ích bạn rất nhiều trong thời điểm này. Trong khi mọi người còn đang vất vả kiếm tiền bù lại khoảng thời gian vừa qua thì bạn vẫn luôn dư giả, thậm chí còn có tiền đầu tư. Mộc khắc thổ, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia không mấy yên ổn vì đôi bên không thường xuyên trò chuyện với nhau. Đã là vợ chồng thì nên chia sẻ thẳng thắn với nhau, đừng giữ mọi chuyện trong lòng vì nghĩ rằng người ấy không hiểu mình. Khẩu quyết, tử vi tuổi Ất Sửu, thuộc mệnh kim, nhận được những thành quả xứng đáng với công sức. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thuộc mệnh thủy, nhận được sự yêu mến và khâm phục của mọi người. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, thuộc mệnh hỏa, cuộc sống dư giả nhờ có cách chi tiêu hợp lý. Tử vi tuổi Tân Sửu, thuộc mệnh thổ, có thể đầu tư vào một số hạng mục hứa hẹn. Tử vi tuổi Quý Sửu, thuộc mệnh mộc, không nên giữ mọi chuyện trong lòng, hãy tâm sự với nửa kia. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 18, số 90, số 38. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, xám. Quý nhân phù trợ, Ý, Dậu, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày mùng 7 tháng 7 năm 2023 của tuổi Dần. Hôm nay được coi là một ngày vượng đường công danh với người tuổi Dần nhờ có sự xuất hiện của thiên ấn che chở. Tử vi hàng ngày cho thấy bản mệnh đang gây ấn tượng bởi tinh thần mạnh mẽ, năng lực hành động cao và luôn có trách nhiệm của mình. Bạn luôn đặt ra những mục tiêu rõ ràng trong công việc cũng như học tập, không bị phân tâm hay chùn bước bởi ngoại cảnh, giữ được sự kiên trì cao độ. Với kỹ năng và kinh nghiệm tích lũy trong suốt thời gian vừa qua, người tuổi Dần hoàn toàn có thể tự tin vào chính mình, có quyền được hưởng đãi độ tốt hơn với vị trí cao hơn. Tuy nhiên trong ngày mộc khí vượng, sức khỏe có dấu hiệu sa sút, có thể là do bạn làm việc quá nhiều. Công việc lúc nào cũng bận rộn, bạn làm việc luôn chân luôn tay. Hãy chú ý những dấu hiệu từ cơ thể, mệt mỏi thì phải đến bác sĩ ngay Dần nhé. Khẩu quyết, tử vi tuổi Giáp Dần, thuộc mệnh thủy, gây ấn tượng bởi tinh thần mạnh mẽ. Tử vi tuổi Bính Dần, thuộc mệnh hỏa, có năng lực hành động và trách nhiệm cao. Tử vi tuổi Mậu Dần, thuộc mệnh thổ, đặt ra những mục tiêu rõ ràng trong công việc. Tử vi tuổi Canh Dần, thuộc mệnh mộc, tự tin vào mình, có quyền hưởng đãi ngộ cao. Tử vi tuổi Nhâm Dần, thuộc mệnh kim, sức khỏe sa sút do làm việc quá sức. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 03, số 09, số 77. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá, xanh lam. Quý nhân phù trợ, Ngọ, Hợi, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày mùng 7 tháng 7 năm 2023 của tuổi Mão. Do có tam hội trợ giúp, mọi công việc của người tuổi Mão trong ngày thứ 6 này đều có tiến triển rõ rệt. Hôm nay là một ngày may mắn của bạn, vì vậy nếu đang ấp ủ kế hoạch gì thì bạn nên thực hiện ngay chứ không nên chần chừ, do dự quá lâu. May mắn hơn, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Rất có thể người đó chính là người quen của bạn suốt bấy lâu. Quý nhân sẽ chỉ cho bạn hướng phát triển phù hợp, đồng thời có biện pháp giải quyết những rắc rối trước mắt. Tuy nhiên, dù công việc bận rộn đến mấy, bạn cũng cần chú ý giữ gìn sức khỏe, không nên làm việc quá sức. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học để luôn có một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng trong mỗi ngày mới. Khẩu quyết, tử vi tuổi Ất Mão, thuộc mệnh thủy, đề ra những mục tiêu tham vọng hơn. Tử vi tuổi Đinh Mão,
thuộc mệnh hỏa, công việc có những bước tiến rõ rệt. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh thổ, nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, tin tưởng hơn vào tương lai. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh mộc, có giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi khoa học hơn. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh kim, chú ý rèn luyện bản thân ngay từ bây giờ. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 4 sao. Con số may mắn: số 56, số 70, số 07. Giờ tốt: từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường: xanh lá cây, đen. Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày mùng 7 tháng 7 năm 2023 của tuổi Thìn. Tử vi hàng ngày phương Đông chỉ ra rằng mộc khắc thổ, chuyện tình cảm của người tuổi Thìn không mấy thuận lợi trong ngày hôm nay. Bạn và nửa kia dễ mâu thuẫn, cãi cọ vì những chuyện vốn tưởng như rất nhỏ nhặt trong đời sống gia đình. Khi mâu thuẫn nổ ra, bản mệnh nên đặt mình vào vị trí của người ấy để có thể kiềm chế bản tính nóng nảy của mình. Bạn cần tránh nói ra những lời gây tổn thương cho nửa kia, khiến tình cảm đôi bên dần rạn nứt. Trên phương diện tài lộc, do có thiên tài phù trợ, bạn có cơ hội phát tài nhờ vận may của mình. Tuy nhiên, dù khoản tiền đó là lớn hay nhỏ, bạn cũng không nên có tư tưởng sống phụ thuộc. Hãy kiếm tiền dựa trên công sức của chính mình. Khẩu quyết: tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa, gia đình lục đục, vợ chồng mâu thuẫn. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ, nên đặt mình vào vị trí của người khác. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh mộc, chú ý cách ăn nói, không nên tổn thương người khác. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh kim, học cách lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy, có cơ may phát tài bất ngờ, tuy nhiên không nên dựa dẫm vào vận may. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 24, số 17, số 96. Giờ tốt: từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường: nâu, xám. Quý nhân phù trợ: Ý, Dần, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày mùng 7 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tỵ. Tiếp nối tử vi hàng ngày của 12 con giáp phương Đông thấy rằng cục diện tương hại gây ra những tác động xấu đến người tuổi Tỵ. Vì vậy, bạn cần phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối mặt với đủ loại thị phi chốn công sở. Những lời đặt điều sai trái có thể khiến bạn khó chịu, thậm chí tổn thương. Cho dù gặp mâu thuẫn với đồng nghiệp, bạn cũng cần chú ý cách ứng xử của bản thân, đừng để những hành động bốc đồng của mình trở thành bằng chứng để kẻ xấu tìm cách hãm hại. Hãy giữ đầu óc tỉnh táo để cư xử đúng mực với tất cả mọi người. Mộc sinh hỏa, may mắn là mối quan hệ gia đình của con giáp này rất hài hòa. Nửa kia luôn sẵn sàng lắng nghe những tâm sự của bạn, đừng ngại ngần, hãy nói chuyện và thảo luận với người ấy để tìm ra cách giải quyết hợp lý cho mọi vấn đề. Khẩu quyết: tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, dễ vướng thị phi chốn công sở, cần chuẩn bị sẵn tinh thần. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, nửa kia luôn thấu hiểu và ủng hộ mọi quyết định của bạn. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, giữ tỉnh táo trước khó khăn, cư xử đúng mực với mọi người. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, không nên bốc đồng, dễ đắc tội tiểu nhân. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, hãy bỏ ngoài tai lời nói xấu đặt điều không đúng về mình. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn: số 23, số 11, số 07. Giờ tốt: từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường: tím, hồng. Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mùi, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công.
tử vi thứ 6, ngày mùng 7 tháng 7 năm 2023 của tuổi Ngọ. Bước sang ngày mới, người tuổi Ngọ trở nên nhiệt tình và hăng hái trong mọi việc nhờ có sự tác động của tam hợp. Bản mệnh sẵn sàng bắt tay vào thực hiện bất cứ nhiệm vụ gì được giao, dù công việc ấy có vẻ thách thức thế nào đi chăng nữa. Tuy nhiên, bạn cần phân biệt rõ sự nhiệt tình và nóng vội. Hãy suy nghĩ kỹ càng mọi phương diện trước khi đưa ra kết luận cuối cùng. Thêm vào đó, bạn cũng cần rèn luyện tính kiên trì để không nên dễ dàng từ bỏ ngay khi vừa gặp khó khăn. Mộc sinh hỏa cho thấy những người độc thân có nhân duyên rất tốt với người khác giới. Bản mệnh có cơ hội gặp người phù hợp với mình. Hãy chủ động và mở rộng lòng mình hơn để có thể sẵn sàng cho một mối tình lãng mạn nhé. Khẩu quyết: tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, nhiệt tình, hăng hái trong công việc, sẵn sàng chấp nhận thách thức. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, kiên trì hơn, đừng bỏ cuộc khi vấp phải khó khăn. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, nóng vội quá mức nên dễ dẫn đến sai sót. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, hoàn thành tốt công việc được giao. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, nhân duyên với người khác giới tốt đẹp. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn: số 19, số 94, số 76. Giờ tốt: từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường: đỏ, hồng. Quý nhân phù trợ: Dần, Tị, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày mùng 7 tháng 7 năm 2023 của tuổi Mùi. Theo tử vi hàng ngày, Mộc khắc Thổ, người tuổi Mùi dễ gặp phải đào hoa dữ trong ngày hôm nay. Dù đã lập gia đình hay chưa, hãy luôn chú ý và giữ khoảng cách với những đối tượng khác giới có ý định tiếp cận mình, tránh để bản thân trở thành người bị lợi dụng. Đặc biệt, với những người đã lập gia đình, bạn càng cần phải biết giữ mình trong mối quan hệ với người khác giới khác. Trước khi làm việc gì, hãy nghĩ đến người thân, đừng để những lời bàn ra tán vào gây tổn thương những người thân thiết nhất với mình. Người làm kinh doanh, buôn bán gặp khá nhiều may mắn trong hôm nay. Bạn có thể tạo lập được mối quan hệ với những đối tác đáng tin cậy hoặc với khách hàng tiềm năng. Đây là nấc thang để bạn tiến xa hơn ở tương lai. Khẩu quyết: tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, giữ khoảng cách với người khác, đừng để kẻ xấu lợi dụng. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, có trách nhiệm hơn với gia đình, đừng để người thân tổn thương. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra quyết định. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, có tinh thần trách nhiệm với công việc mình đang làm. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, nhận được sự yêu mến và tôn trọng của mọi người. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 20, số 09, số 88. Giờ tốt: từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường: bi, nâu. Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày mùng 7 tháng 7 năm 2023 của tuổi Thân. Ngày Dần Thân tương xung, con giáp tuổi Thân có thể gặp phải không ít rắc rối trong công việc. Bạn khá hiếu thắng và đây là nhược điểm để người khác lợi dụng bạn. Sự nóng giận sẽ chỉ khiến bạn mắc phải sai lầm trong công việc, hãy giữ cho bản thân một cái đầu lạnh. Ngày hung vận lớn như hôm nay, bản mệnh cũng được nhắc nhở nên giữ tiền bạc cẩn thận, chớ để hớ hênh tạo điều kiện cho kẻ gian trộm cắp. Bạn cũng cần phải thắt chặt chi tiêu và không nên cho bất cứ ai vay tiền, kẻo cho vay thì dễ nhưng lúc đòi lại rất khó. Kim khắc Mộc, mối quan hệ lứa đôi có vẻ ngày càng xa cách và có chiều hướng xa sút. Cảm xúc của bản mệnh không còn được như trước, thái độ của đối phương cũng chẳng còn mặn mà là bao. Nhưng thay vì vội vã buông tay nhau, cả hai nên tạo thêm cơ hội gần gũi, quan tâm bồi dưỡng mối quan hệ. Khẩu quyết: tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, có thể gặp phải không ít rắc rối trong công việc. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, hiếu thắng sẽ tạo sơ hở để người khác lợi dụng. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ,
nên giữ cái đầu lạnh để tránh phạm sai lầm. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh mộc nên giữ tiền bạc cẩn thận, chớ để hớ hênh. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh kim, mối quan hệ lứa đôi ngày càng xa cách. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 11, số 05, số 27. Giờ tốt: từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường: bạc, ánh kim. Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý, Tỵ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày mùng 7 tháng 7 năm 2023 của tuổi Dậu. Chính quan chiếu mệnh, tuổi Dậu luôn nghiêm túc trong công việc nên bạn hoàn toàn xứng đáng nhận được những thành quả khiến người khác ngưỡng mộ. Bạn có thể được lãnh đạo đánh giá cao và được thăng chức, không sớm thì muộn. Trong ngày hôm nay, những ai cần tham gia thi cử hoặc tuyển dụng cũng gặp nhiều thuận lợi. Thời điểm này là thời điểm thích hợp để có những bước khởi đầu mới. Hãy tự tin vào năng lực của bản thân mình, cho rằng mình chẳng thua kém ai. Tuy nhiên, kim khắc mộc khuyên bạn nếu gặp khó khăn thì bạn không nên giấu tất cả suy nghĩ vào trong lòng, như vậy chỉ càng khiến bạn cảm thấy nặng nề hơn mà thôi. Hãy tâm sự với nửa kia hoặc với những người đáng tin cậy. Khẩu quyết: tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy, hứa hẹn tương lai sáng lạn nếu luôn nghiêm túc trong công việc. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa, cố gắng làm việc, công lao sẽ được đền đáp. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ, thích hợp để có những khởi đầu mới. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc, lạnh nhạt với nửa kia của mình. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim, tâm sự với người đáng tin cậy. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 45, số 20, số 17. Giờ tốt: từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường: bạc, xám. Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày mùng 7 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tuất. Tử vi thấy rằng, ngày mới nhờ có thiên tài nâng đỡ, người tuổi Tuất có thể kiếm được một khoản kha khá thông qua những công việc làm thêm. Dù quá trình làm việc vất vả, nhưng khoản tiền này có thể giúp bạn có của ăn của để trong một khoảng thời gian ngắn, đồng thời mang lại tác dụng khích lệ lớn lao. Một số người còn có cơ hội phát tài dựa vào sự may mắn của chính mình. Khoản tiền này nên được sử dụng một cách hợp lý chứ không chỉ nên dành cho việc ăn chơi, bởi nếu vậy thì bạn chỉ đang của thiên trả địa mà thôi. Mộc khắc thổ báo hiệu một cuộc tranh cãi nảy lửa có thể xảy ra giữa bản mệnh và nửa kia. Dù có nóng nảy đến mấy thì cũng hãy đặt mình vào vị trí của người ấy, biết suy nghĩ cho người ấy, đừng nói ra những lời tổn thương lòng người. Khẩu quyết: tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, vợ chồng mâu thuẫn với nhau. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, dễ tranh chấp, mâu thuẫn với người có địa vị cao hơn mình. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, nhận được khoản tiền khá từ công việc làm thêm. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, có thể phát tài nhờ vào sự may mắn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, không nên sống phụ thuộc vào những yếu tố may rủi. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 18, số 99, số 73. Giờ tốt: từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường: nâu, đỏ. Quý nhân phù trợ: Dần, Ngọ, Dậu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày mùng 7 tháng 7 năm 2023 của tuổi Hợi. Nhị hợp giúp người tuổi Hợi trong vận trình ngày mới, cho nên con giáp này nhận được sự yêu mến của đa số mọi người xung quanh.
bạn dễ dàng tạo thiện cảm với người khác nhờ tính cách hiền hòa và chân thành. Nếu may mắn, bạn sẽ gặp được quý nhân trong ngày hôm nay. Một khi bắt tay vào làm công việc gì, dù lớn hay nhỏ, bạn luôn rất nghiêm túc và chăm chỉ. Hẳn cấp trên đã nhìn thấy và đánh giá rất cao sự quyết tâm của bạn. Rồi bạn sẽ nhanh chóng nhận được kết quả xứng đáng với công sức bỏ ra. Thủy sinh mộc, quan hệ giữa bản mệnh với các thành viên trong gia đình vô cùng hòa hợp. Mọi người thường xuyên trò chuyện và tâm sự với nhau. Mỗi khi gặp khó khăn, bạn tin tưởng rằng người nhà luôn ủng hộ mình. Khẩu quyết, tử vi tuổi Ất Hợi, thuộc mệnh hỏa, gia đình hòa hợp, vợ chồng tin tưởng nhau. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thuộc mệnh thổ, nhận được sự yêu mến của mọi người. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, thuộc mệnh mộc, chu đáo, biết quan tâm tới người khác. Tử vi tuổi Tân Hợi, thuộc mệnh kim, nghiêm túc trong công việc, có cơ hội thăng tiến trong tương lai. Tử vi tuổi Quý Hợi, thuộc mệnh thủy, được cấp trên đánh giá cao vì những cố gắng trong thời gian qua. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 85, số 16, số 56. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, xanh da trời. Quý nhân phù trợ, Tý, Mão, Mùi. Vâng, quý cô bác và anh chị kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác, anh chị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.